Khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên, người hâm mộ đã xôn xao dự đoán danh tính của nhân vật do Tuấn Trần thủ vai. Mới đây, Đất Rừng Phương Nam vừa công bố thông tin chính thức về vai diễn của anh chàng sinh năm 92. Không còn úp mở với hình bóng mờ ảo trong đoạn giới thiệu đầu tiên, danh tính nhân vật của nam diễn viên Tuấn Trần trong Đất Rừng Phương Nam đã được hé lộ. Nam diễn viên sẽ vào vai Úc Lục Lâm. Úc Lục Lâm là một nhân vật không có trong tiểu thuyết gốc của nhà văn Đoàn Giỏi. Khi chuyển thể thành bản phim truyền hình, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Vinh Sơn đã sáng tạo nên nhân vật này để đồng hành với bé An trong những chuyến đi. Úc Lục Lâm trong phim truyền hình Đất Phương Nam do nghệ sĩ Trung Dân đảm nhận, ông đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi sự hài hước duyên dáng khi cùng bé An băng qua những cánh rừng với đủ trò nghịch phá. Dù không phải là nhân vật bước ra từ nguyên tác, nhưng nghệ sĩ Trung Dân đã khiến cho Úc Lục Lâm trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình đi tìm mẹ của bé An. Sau khi Đất Rừng Phương Nam tung ra hình ảnh đầu tiên, hậu trường và đoạn giới thiệu đầu tiên, nhiều người đã nhận ra bóng dáng Úc Lục Lâm đầy thân thương qua cách thể hiện của Tuấn Trần. Chỉ với hai câu thoại đơn giản nhưng chất chứa tình thương, mày đi thăm ngoại mày hả, ở đâu tao đưa mày đi, Tuấn Trần đã khiến khán giả có niềm tin hơn về sự kế thừa vai diễn này. Đảm nhận vai diễn từng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, Tuấn Trần không tránh khỏi sự lo lắng vì sợ bị so sánh với nghệ sĩ Trung Dân. Chính vì vậy, khi nhận được lời mời từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoang, anh đã mất khoảng thời gian khá lâu để suy nghĩ. Sau khi cân nhắc, tôi đồng ý vào vai vì quan niệm mỗi tác phẩm, mỗi đạo diễn vào từng thời kỳ sẽ có cách thể hiện chuyện khác nhau. Không nên tự tạo áp lực cho bản thân, nam diễn viên chia sẻ. Không chỉ riêng Tuấn Trần, hầu hết các diễn viên đảm nhận vai trong Đất Rừng Phương Nam, bản điện ảnh đều áp lực bị chuyện so sánh với thế hệ trước. Tuy nhiên, mỗi thế hệ và mỗi thời kỳ sẽ có cái nhìn khác hay khác nhau. Khi những ảnh và đoạn clip hậu trường được tung ra, người xem sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về nhân vật này. Ngoài Tuấn Trần, Đất Rừng Phương Nam, bản điện ảnh cũng có sự xuất hiện của một số nhân vật quen thuộc. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, Kiều Trinh, Trấn Thành, Hứ Dĩ Văn, Tuyền Mập. Bộ phim sẽ được công chiếu tại cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 20 tháng 10 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.